Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái sản phẩm rất là đặc biệt của Stanley, Shot Glass Set. Có thể thấy đây là một cái bộ bình và ly chuyên để uống rượu, đóng gói rất là nhỏ gọn và đẹp. Bây giờ tôi sẽ mở ra xem. Bên trong nó chỉ có như này thôi. Ui, thật sự là không biết các bạn cảm nhận như nào, nhưng mà tôi thấy cái cảm nhận đầu tiên của tôi về cái bộ này là rất là nhỏ gọn và dễ thương, trọng lượng cực kỳ nhẹ, chất lượng hoàn thiện ngon đấy. Không rõ là cái dung tích của cả cái bình này bao nhiêu. Đây là nắp này. Nắp nó đóng mở dạng ren vặn, thế nên là một khi các bạn đã xoáy chặt vào thì chất lỏng ở bên trong không bao giờ rỉ ra được. Chứ nó không phải là cái kiểu rút. Bên trong có cái gì? Wow, bên trong có 4 cái ly. Đúng kiểu để uống rượu. Tôi sẽ lấy thử một cái ra xem thôi, 4 cái nào cũng như nhau mà. Cái ly này chất lượng hoàn thiện cũng rất là ngon, làm bằng thép không rỉ, cực kỳ nhẹ. Họ bảo là cả cái bình này với cả 4 cái ly nặng tổng cộng có khoảng 600g thôi. Rất là phù hợp để mà chúng ta mang theo người, dành cho những ông nào thích uống cái cay cay. Mỗi một cái ly này có dung tích là 59ml, có chia vạch đàng hoàng, thường là rót đến đây thôi. Chất lượng hoàn thiện, không có gì phải chê luôn, không có một chỗ nào gọi là bà via hay là gợn ghiếc gì. Bình đựng cũng thế, lớp sơn lì rất là chất lượng. Cả cái ly và cái bình này đều là loại một lớp thôi, nó không cách nhiệt, bởi vì dùng để uống rượu thì cần gì cách nhiệt đâu. Khi mà chúng ta có thể không dùng, có thể rửa sạch nên gọn gàng hết vào đây. Stanley rất là cẩn thận khi mà họ bọc như này. Đó, nhét hết vào đây, cực kỳ gọn gàng, rất là cơ động. Và giá của cái bộ này là 720.000. 720.000 cho một cái bộ bình uống rượu rất là chất lượng. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi.